đưa tay phải ra sau, bóp vào eo bên trái, tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu, xoay phải, thở ra, trở về, sâu, xoay thở ra, hít sâu, xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai, trở về, sâu, xoay thở ra, xoay thêm, trở về, sâu, xoay thở ra, xoay tối đa, thoát bụng, thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, mở đổi bên, đưa tay trái ra sau, kéo căng ở vào eo bên phải, tay phải đặt lên đầu gối trái, thẳng lưng lên, hít sâu, xoay trái, thở ra, trở về, sâu, xoay thở ra, trở về, sâu, xoay thở ra, xoay cổ, xoay tay, trở về, sâu, xoay thở ra, xoay thêm, trở về, sâu, xoay thở ra, xoay tối đa, thoát bụng, thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay, hai tay cầm viên gạch ở phía sau nè, xoay người qua đi. Thẳng lưng ngưỡng ngực vương cầm, hít sâu, lưng tới cúi xuống, bật tay ta lên, thở ra, nâng người lên, hít sâu, lưng tới ngập xuống, thở ra, lên, hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, cúi xuống, cánh mũi chạm sàn, bật tay ta lên, xích cái bụng, thở ra, bật lên, 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu, nghiêng người qua phải và đẩy viên gạch về bên trái, thở ra, hít sâu, nghiêng qua trái, kéo căng gạch về bên phải, thở ra, hít sâu, 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 thở ra, giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, thở ra, giữ lại, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu, đặt hai viên gạch ra phía sau, hai tay chống lên hai viên gạch, thở hết hơi ra, hít sâu vào, nâng hông lên, xiết mông đùi bụng, ưỡn ngực vuông cầm, thở ra, hạ xuống, vươn tay lên, hít sâu, cho người tới gập xuống, thở ra, lên, hít sâu, xoay tay ra sau, chống tay, nâng người lên, thở ra, hạ xuống, hít sâu, vươn tay, chân người gập xuống, thở ra, hít sâu, xoay tay ra sau, chống hai tay, nâng lên, xiết mông đùi bụng, thở ra, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, vươn tay lên, hít sâu, chân tới gập xuống, thở ra, 5, 4, 3, 2,
một lên hít sâu, hạ tay thở sang tháo chân nửa chân ra thả lỏng. Thả hai cánh tay lên hai viên gạch. Thở hết hơi sành, hít sâu vào siết mông người bụng nâng lên, đạp bàn chân ưỡn ngực vương cầm siết xoài thở sành. Hạ xuống hít sâu, hai lên thở ra siết mông người bụng lên, xuống hít sâu. Ba thở ra lên, hít sâu. Bốn lên thở ra siết chắc mông đùi bụng, hít sâu. Năm lên thở ra, hít sâu. Sáu thở ra, hít sâu. Bảy thở ra, hít sâu. Tám thở ra, hít sâu. Chín thở ra, hít sâu. Mười lên siết mông người bụng thở ra lên. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống, lúc tay lên hít sâu, trương tới ngập xuống thở ra, trương dài lưng tới xích cơ bụng thở ra. Hai tay nắm mũi bàn chân ngẩng cổ giữ lưng lên hít sâu, trương tới hốc bụng thở ra, đẩy mông ra phía sau, trương dài tới thở ra. Lên hít sâu, ngẩng cổ giữ lưng, tay nắm mũi chân, trương tới thở ra, xích bụng lại thở ra. Ba hít sâu, thở ra. Bốn hít sâu, thở ra. Năm hít sâu, thở ra, trương tới xích bụng lại thở ra, duỗi dài lưng, duỗi cổ xích bụng thở. Năm, bốn, ba, hai, một. Lên nâng người vuông tay lên hít sâu, hạ hai tay ra sau, chống hai bàn tay lên, co gối vào, thở hết hơi sầm. Nâng người lên siết mông đùi bụng lại thở ra nào. Hạ người xuống, hít sâu vào, hạ lên siết mông đùi bụng thở sầm, hít sâu. Ba lên thở ra, chắp tay chân là bốn nút vuông đẩy lên, hít sâu. Năm lên thở ra, hít sâu. Sáu lên thở ra, hít sâu. Bảy lên thở ra, hít sâu. Tám lên thở ra, hít sâu. Chín lên thở ra, xiết mông người một lần, hít sâu. Mười lên siết mông đùi bụng thở sàn để căng lên. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hạ xuống thở sàn, ngã gối ra vuông tay lên hít sâu, trương tới gập xuống thở sàn, trương dài tới xích bụng thở ra, giữa căng thở ra.
lòng tay xuống sàn, kéo căng giãn người tới, thả lỏng tay vai, thả lỏng cổ, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu. Thả tay xuống, thở ra, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Đưa tay phải qua đang chặt vào, hít vào, kéo vào, thở ra, đẩy ra. Trở về, hít vào, thở ra, đẩy cao lên ngang mặt. Hít vào, thở ra, đẩy thẳng tay qua đầu. Hạ xuống, trở về, đổi tay, hãy vào, thở ra, hãy vào, thở ra, đẩy ca lên ngang mặt, hãy vào, thở ra, đẩy thẳng tay qua đầu, hạ xuống, thả lỏng ra, hãy thở sâu. Tập công quả, đặt hai viên gạch, rồi hai chân lên nào, đặt đầu gối vào nách tay, đặt đầu gối vào nách tay, đặt hai chân lên hai viên gạch, mở rộng bằng hông, xòe rộng 10 ngón tay ra, đặt ở trước viên gạch 30 phân. Đặt trước viên gạch 30 phân. Xòe rộng ra, xiết bụng lại, ngón lót chân lên. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, chân người tới, xiết bụng, gấp từng chân lên. Xiết bụng lại, gấp lên nào, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, trở về. Thả lỏng cổ tay ra, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Lưng bàn tay hướng vào nhau, rút các đầu ngón tay xuống, hít thở. Đúng rồi. Hít thở, thả lỏng cổ tay, hít thở sâu. Tập lần 2. Đặt sâu đầu gối vào nách tay. Đặt sâu vào. Xòe rộng 10 ngón tay. Xiết bụng lại, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, nhóm gót đổ người về phía trước, cảm nhận hai lực đối kháng nhau. Gồng chắc cơ bụng, gấp chân, vuốt căng mũi chân, hai ngón chân cái chạm nhau. Xiết bụng lên, hít thở. 5, xiết bụng. 4, 3, 2, 1, hạ xuống. Thả lỏng cổ tay ra, hít thở sâu vào. Tập lần nữa nào. Xòe rộng 10 ngón tay. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, chân người tới. Nhóm gót chân, xiết cơ bụng. Và cảm nhận giữa đầu với mông cân đối lại. Cảm nhận lực đối kháng, xiết sâu, thở ra. 5, đừng có gồng vai, gồng cổ. 4, duỗi dài cổ tới, xiết cơ bụng lại. 3, 2, 1, hạ xuống. Thả lỏng cổ tay, hít thở sâu. Mời đứng lên luôn. Đứng xoay mặt vào camera nào. Một viên gạch kẹp vào giữa hai đùi. Xiết viên gạch lại để xiết cơ đùi. Rồi hai tay cầm viên gạch còn lại, nâng người lên, gương căng lên, hít sâu vào. Nghiêng người qua phải, thở ra. Giữ hai cái hông ngang nhau, rồi vai mình ngang nhau. Nghiêng xuống và hướng cái vai, cái hông lên trần nhà, thở ra. Lên, hít sâu vào.
nghiêng người qua trái, thở ra, xiết mông đùi bụng lại, căng liên sườn trái, căng liên sườn phải, lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, kéo căng, nghiêng thở ra, lên, hít sâu, nghiêng phải, thở ra, lên, hít sâu, nghiêng trái, thở ra, lên, hít sâu, nghiêng phải, thở ra, nhấn hông phải và căng hông trái đi nào. Lật vai phải, xoay mặt nhìn lên, xiết cái bụng lại, thở ra. 5, thẳng hai tay song song nhau. 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Vươn dài người lên, dài đỉnh đầu lên, nghiêng qua trái, thở ra, xiết cái bụng lại, nghiêng, thở ra, xoay mặt nhìn lên. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Và xoay người lại nào. Kẹp chắc viên gạch, chắc cơ bụng, hướng xương cột xuống sàn. Thúc rốn về thắt lưng, vươn căng tay lên, hít sâu. Kéo căng tay vai, ưỡn ngực siết mông đùi bụng, thở ra. Lên, hít sâu vào. Trường lưng tới, thân song song với sàn. Thở ra, thân song song với sàn. Thân vuông góc với chân. Lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, ưỡn ngực vươn cầm, siết mông đùi bụng ngã ra sau, thở ra. Lên, hít sâu. Trường tới, thở ra. Thân song song với sàn đi nào. Người mình tạo thành một góc vuông. Lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, siết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng, thở ra. Lên, hít sâu. Trường tới, gập thân song song với sàn, thở ra. Lên, hít sâu vào. Đẩy hông ngưỡng ngực vươn cầm ngã ra sau, thở ra. Lên, hít sâu. Trường tới, xích bụng, thở ra. Trường dài, xích sâu, thở ra. Lần nữa, lên, hít sâu vào. Kéo căng tay vai, ưỡn ngực vươn cầm ngã ra sau, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Trường người tới, xiết bụng lại, thở ra. Cố duỗi căng tay vai ra thành hơi. Cái phần vai còn gù. Duỗi ra, ép lòng ngực xuống. Ép lòng ngực, duỗi căng vai. Đúng rồi, xiết cơ bụng lên, thở. 5, 1, 3, 2, 1, lên, hít sâu vào. Đẩy mông ra sau, chiếc ghế xiết bụng, thở ra. Rút rốn xiết sâu, thở ra đi nào. Lên, hít sâu vào. Hai, thở ra. Chắc cơ bụng lại, lực dồn xuống gót chân. Xiết mông đùi bụng kẹp gạch thở ra. Lên, hít sâu vào. Ba, thở ra. Xiết sâu bụng thở ra. Vươn căng bắp tay sát lỗ tai. Lên, hít sâu vào. 4, thở ra, xiết mông đùi bụng thở ra. Lên, hít sâu vào. 5, thở ra, xiết sâu thở ra. Lên, hít sâu vào. Chìm viên gạch ra phía sau đi nào. Hai tay cầm viên gạch ra phía sau. Căng tay lên, ưỡn ngực, thẳng lưng, xiết cái bụng vô. Hít sâu vào, rút rốn về thắt lưng. Đẩy mông ra sau, xiết mông đùi bụng, thở ra, ép xuống.
lên hít sâu, bảy thở ra hít sâu, nhấn xuống căng mông đùi bụng nào, hít sâu, tám thở ra cụp xương cụp xuống không võng thắt lưng, hít sâu vào, chín thở ra xiết cơ bụng lại nào, căng mông xiết đùi lên hít sâu vào, mười thở ra nhấn hông xuống xiết sâu thở giữ, thả mông đùi bụng xiết và bật tay lên, một hai thẳng lưng ra hải, ba giữ cổ thẳng lưng, bốn nuốt rốn lên hải, năm xiết rốn lên, sáu chậm hơi thành, bảy tám chín mười lên hít sâu vào, lấy gạch ra thở ra thả lỏng, hít thở sâu. Hít thở sâu vào, điều hòa hơi thở đi. Đứng ngôi về cuối thẳng. Bước dài chân phải lên, lấp đôi vai. Bước hai tay lên, cầm hai viên gạch vương lên, hít sâu vào. Tấm gối rút rốn xít bụng lại, thở ra. Tấm gối phải rút vuông, thẳng gối trái. À, xiết đùi đi nào, xiết đùi sang chân trái và rút rốn về thắt lưng, thở ra. Lên, hít sâu vào. Hai thở ra, xiết đùi sau, xiết đùi chân trái. Lên, hít sâu. Ba thở ra, hít sâu. Bốn thở ra, cố gắng rút rốn về thắt lưng hướng xương cột xuống. Hít sâu. Năm thở ra, xiết sâu giữ lại nào. Năm, bốn rút rốn vào thắt lưng. Ba, hai, một, hít vào trương người tới 60 độ, thở ra giữ căng, dưới căng xiết sâu, chân phải gốc vuông. Năm, rút rốn về thắt lưng. Bốn, ba, hai, một, hít vào dẫn hai chân gạch xuống. Mở tay phải lên, chống mũi chân trái và căng gót lên, dựng gót chân trái lên, thở ra. Xiết bụng lại, thở. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, chống tay phải, đạp chân trái và mở tay trái lên, thở ra. Xiết sau, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, duỗi thẳng hai tay qua đầu, ngồi một góc 60 độ, duỗi căng, xiết mông đùi bụng, thở ra. Năm, bốn, duỗi căng. Ba, hai, một, hít vào, chống hai tay và đặt viên gạch nằm dọc lại, bước chân phải về, xiết bụng lại, thở ra. Tấm ván, tấm ván cao, xiết sau, thở ra, thẳng người ra thành, duỗi chân ra sau nữa, hai chân lùi ra phía sau, gót chân thẳng đứng ở trên mũi chân, cả vai thẳng đứng trên cổ tay, người thẳng và xiết cơ bụng lại, hít sâu vào, chung tay xuống, xiết cơ bụng, thở ra, trương lên, chó ngẩng mặt, hít sâu, chó hút mặt, thở ra, cúi xuống, nút rốn, xiết cơ bụng lại, thở ra, chó hút mặt, từ từ hai tay cầm hai viên gạch, lùi về, lùi về, ép vào người, thở ra, con cò dưới căng lưng, xiết bụng lại, thở ra, lên, nâng người lên, cuộn từng rốt sóng, nâng người lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, bước dài chân trái lên, gấp đôi vai, tấm gối trái xuống, xiết bụng, thở ra, 9-1, xiết đùi sau cho thẳng gối sau, đặt gót chân sau xuống hải, đặt gót chân phải lên, hít sâu, 2
tay thở ra, xích cái bụng thở ra. Lên, hít sâu. Ba, thở ra, đừng võng thắt lưng, ỉm cái bụng tới thành. À, rút rốn về, rút xương cột xuống. Lên, hít sâu. Bốn, thở ra, xích bụng vươn căng tay lên. Hít sâu. Năm, thở ra, xích sau lại thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hít vào trường tới 60 độ, rút rốn về thắt lưng. Xiết đùi, đùi trước, đùi sau, chân phải, chân trái, xiết sau, thở 5, 4, căng thêm, 3, ai kéo gờ chân và kéo tay dài ra, 2, 1, hít sâu vào, chống gạch xuống. Chống mũi chân phải, lật tay trái lên, thở sầm, dang tay lên, nhìn theo tay trái, cắt chân vào, xiết cơ bụng lên, 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, chống tay xuống và đạp gót chân phải xuống. À, xiết mông đùi bụng, lật tay phải lên, thở sầm, dang tay lên và xiết sâu. 5, 4, 3, 2, 1, hít vào và duỗi thẳng hai tay qua đầu, xiết cơ lại. À, 60 độ nào, thở sầm, hai tay song song. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, chống tay xuống. Đó, rút chân về, thở sàn, đặt hai viên gạch xuống, rút chân về tấm ván. Xếp cơ bụng thở sàn, thẳng người, duỗi căng, rút rốn lên, xếp sâu thở sàn. Hít sâu vào, chung tay xuống, tấm ván thấp, thở sầm, thẳng người ra, cong như con tôm, thành ơi. Trương lên, chó ngẩng mặt, hít sâu vào, xiết mông đùi bụng lại, ưỡn ngực, vươn cằm. Lên, chó úp mặt, thở sầm, để cao hông lên, cúi xuống, ép xiết bụng lại, thở sầm. Bật cao chân phải lên, hít sâu vào, cúi xuống, ép rút rốn, xiết cơ bụng lại, thở sầm. Hít sâu, đẩy người tới, bước chân phải lên, bằng hai tay. Rồi, đặt viên gạch ở phía sau, đầu gối chân trái, chân hai viên gạch lên. Chân hai viên gạch lên và đặt đầu gối chân trái lên. Xích quần lại, hít thở nào, nè, ép hông nè, đầu gối phải nè, hông nè, ở chân nè, duỗi căng ra, hít sâu vào, nâng người lên, gấp chân phải lên, nhấn hông xuống, tay trái nắm chân, nhấn cái hông háng xuống đi, nhấn xuống nè, nhấn xuống, xích quần lại thở, nhấn xuống thêm thở. Hít vào từ từ, lướt vào khủy tay trái, vươn tay phải lên, đan tay trái và xoay mặt nhìn lên, thở sầm, xiết bụng lại, thở sầm. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào, chống tay xuống, thẳng gối. Thẳng gối trước đi nào, thở ra, trương tới gập trả lưng, thở ra, trương tới bụng ngực, trán mũi chạm chân, đạp bàn chân phải xuống, xiết cơ bụng lại, thở ra. 5, duỗi dài lưng thêm, đừng gù lưng, hãy duỗi cái lưng ra nè, trương tới, ưỡn ngực ra, xiết cơ bụng, ép thở. 4 3 2 1, tấm lớn xuống, hít sâu vào, lấy hai viên gạch trở về, rút chân phải về, chấp mặt thở sầm, cúi xuống, hút rốn, xích bụng lại, thở sầm, đẩy căng đỉnh mông lên, ép vai, ép lưng, xích bụng thở, chân trái ra sau, bật cao lên, hít sâu vào, ép người, xiết bụng thở sầm, hít sâu, đẩy người tới, bước chân trái lên, bằng hai tay,
Rồi, đưa hai viên gạch ra phía sau chồng lên và hạ đầu gối phải lên, nhấn hông xuống thở ra, ép hông xuống trước, nhấn hông, ép thở, nâng lên, đó, ép hông háng xuống, nút rốn xích bụng thở, hít vào, ngước chân lên, lướt vào khuỷu tay, rồi vuông căng tay trái, đan tay phải, thở ra, xoay mặt về phía trước và nhìn lên khuỷu tay trái, xích bụng lại thở ra, nhấn hông phía sau thở. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào chống tay, thẳng chân, trái trả lưng, trường lưng, xích bụng thở ra, trường dài lưng, xích sâu bụng thở, duỗi lưng thêm, xích bụng thở, duỗi lưng, xích sâu thở. 5, 4, 3, 2, 1, hít sâu vào tấm gối, lấy hai viên gạch trở về, rồi rút chân trái về, chó mặt thở xanh, thấp lại, để cao đỉnh mông lên, ép vai, ép lưng, xích bụng thở xa, rút rốn xích sâu thở. Hít vào, trường vai tới tấm ván cao, thẳng người, chắc người, thở ra chóp mặt. Hít sâu, thở ra chóp mặt. Hít sâu, thở ra. Chằng vai ép xuống, 4 hít sâu, thở ra, 5 hít sâu, thở ra, 6 hít sâu, thở ra, 7 hít sâu, thở ra, xiết bụng lại nào, 8 hít sâu, thở ra, 9 hít sâu, thở ra, 10 hít sâu, trường tới giữ, thẳng người, xiết cơ bụng giữ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, đặt viên gạch nằm xuống, hai viên gạch nằm xuống, hạ hai cẳng tay xuống, thẳng người, xích cơ bụng lại thở, hít sâu vào, đẩy mông lên, chân tay thở xanh, dương tới, hít sâu, rút rốn thở xanh, ba hít sâu, thở xanh, bốn hít sâu, thở ra, 5 hít sâu, thở ra, 6 hít sâu, thở ra, 7 hít sâu, cố lên, thở ra, 8 hít sâu, thở ra, 9 hít sâu, thở ra, 10 hít sâu, giữ lại, ép qua phải, thở, về giữa hít vào, ép trái, thở, 2, ép phải, ép trái, thở, ép phải, 3,
Để trái thở, bốn phải thở, để trái thở, năm để phải thở, để trái thở, sáu để phải thở, để trái thở, bảy để phải thở, để trái thở, xíu chắc cơ bụng lại, bắt eo. Tám phải thở, é trái thở, chín é phải thở, é trái thở, mười é phải thở, siết lại giữa năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, é trái thở, năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, hạ gối, đẩy cao định mông, chân tay chân vai, xiết bụng thở ra chân xuống nào, ngực cầm chạm sàn, thế căng 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 xiết sâu, gước hai cẳng tay lên thở ra, hít thở đều đi nào. Nâng người, phụ người ngồi lên. Ngồi nằm xuống thư giãn. Nâng tay chân lên vỗ vào nhau. Tay này vỗ vào tay kia, chân này vỗ vào chân kia, đổi bên. Co gối co tay vỗ vào nhau. Co gối vòng tay ôm gối ép rồi sát bụng ngực thở ra. Nâng đầu lên mũi chạm gối thở ra. Lăn lưng. Hạ đầu lăn phải trắng. Nâng tay chân lên, rung 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 rơi tự do. Chậm chậm xoay mặt qua phải, xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ căng hướng vào ngực, thóp bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu. Nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại, bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng, quay lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi. Khi hơi thở vào, ra, bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu, để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu,
thả lỏng lông mày, thả lỏng vùng trán, thả lỏng toàn bộ vùng mũi, hai má, vùng miệng và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng, thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn, co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại, đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận.
Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.